Nằm là sao? Ủa bên bác mấy giờ rồi, khuya ban ngày mà làm gì? À, trưa mày trưa được quyền nghỉ trưa cũng giống như Việt Nam thôi. Hồi nãy còn hỏi bác là ngày bác ở nhà rồi bác gái cho bác nhiêu tiền xài, bác chưa trả lời. Tại vì hồi nãy đang nói cái tự nhiên cái màn hình nó tối thui rồi, tao cũng không hiểu sao nữa. Tại mạng nó yếu á. Không phải mà cái mà để chữ white comment á, chỗ đó thường thường là nó hiện lên cái dấu để mà mời gọi, mà đặc biệt là cái mày là không có, Chắc con mà hàng độc rồi còn còn tất cả các thứ đó. kia có. Ngày hôm qua tao vô tình tao đi dạo vô cái chỗ cái tên con gì ta, Mimosa hả, Mimosa Nguyễn gì đó. Đù mà tao nghe nó chửi quá trời là chửi, rồi nó chửi tùm lum tao ra, Chửi ai? Chửi nó bác chửi hả? không, nó chửi già thằng em tao, thằng gì ta, giác hồ rượu bánh, chửi quá trời rồi đó. Sao chửi kỳ vậy? Yêu nó Ai rồi biết, bỏ hả? chắc đó chắc vô chọc chọc gì cho nó, rồi nó chửi bậy bạ, nó chửi tục chửi đu bao nhiêu thứ giờ đầu rượu má tục luôn. Hồi nãy thấy tôi thấy nó chửi bậy bạ quá, ở dưới này thì có nhiều đứa hỏi những cái câu ư là vô nghĩa. À, anh có gì cắt da quy đầu chưa, tôi nói rượu mày sạch rượu mà tao vô tao chọc cái tao chọn cái tao nói rượu mà tôi biết hiểu gì cái gì cộng sản cái tự nhiên ở dưới này êm re trên đời, không có đứa nào coi như là chửi bậy bạ nữa. Không đủ đâu đâu, Dạ. ông già cũng gạt được tôi bay vậy, cũng Sao như có nghi nghi gì gì bác già rồi, chứ làm gì bác biết đúng không? Nghi à, nghi tôi là nói bác làm già quá. rồi. Ủa mà hôm qua con nhỏ Mimosa sai vậy, nó chửi là nó bên đó nước nào bác? Không biết nữa, tao thấy tao ớn quá tao trung ra, tại vì nó chửi tụi lum la mà mình không phải là cái đối tượng, cứ là cái đường lối của nó chửi sao nó chống cả, nó đại khái như là nó chống Việt Nam á, thành À, ra bác đối ủa tác đối mà bác thấm chửi rồi bác còn sợ nó nữa tao thánh chửi mà tao chửi đúng hả? đồ mà nó chửi bậy rồi má. Mà sao mấy đứa nó chuyện tục quá Ờ nó ha, chửi tục tầm bậy tiểu quá, toàn không hiểu nữa. thằng bạn gái gì mà hung dữ mà làm đứa gớm lắm kìa. con Chửi này con này còn chửi nặng nữa, con gì Lisa Phạm nữa, còn gì ai nghe trời. để mà cũng có nhiều đứa xuống comment em ủng hộ chị nữa mới là ghê. Nghe hơi bỏ chạy Tao luôn thiệt á. tao Đàn nghe bạn tao gái bỏ nói chuyện, đàn bạn gái nói chuyện tục con khinh lắm. mà đã vậy có một thằng nào vô cũng chửi thằng kia, thằng Hồ Bình Hồ nữa, rồi má hai đứa rồi Bình Hồ tức quá, Bình Hồ rồi comment ở dưới đồ tụi bay đồ mất dạy, mà nó có dạy đâu mà mất, rồi mà khổ vậy là làm tao lạnh sống xương sống luôn, tao chung ra luôn, tao khỏi mất công comment của mí. Tính là tính ra nói một vài câu, ví dụ như là mình comment thôi chứ mình không có lên nó, sao cái mạng này sao cái trang này sao mà chửi nhau dữ vậy, mà tính nói vậy mà thôi, tao nghĩ tôi rút lại có nghĩa là mình không có đụng chạm, thôi để yên rượu, tôi muốn chửi gì nữa chửi. Nó không phải là bác sợ đâu, nhưng mà có cái điều là tự nhiên mình thấy mình tôm tởm không. Ủa hồi đó giờ á, trong cuộc đời mà bác ở với bác gái, là bác gái có chửi bác bao Cái đó hả, rượu má, hình như ngày nào cũng có mày giờ chưa? ơi. Cười cười bởi tao nó khổ, không có khổ đâu bằng cái khổ mượn tiền mà không thấy là tao comment nó rồi mà khổ mà dai dẳng rồi đeo bám suốt đời luôn được, không có cái nào khổ. Ừ, khổ vậy Mà bác cần chi mượn tiền, bây giờ bác có tiền hưu bác xài rồi, rồi tiền nhà, rồi bác gái đi làm, rồi bác gái lo, rồi hai đứa con nó cho nữa. thì cái chuyện đó không nói, tao nói nhưng mà ám ảnh phải không, bây giờ đâu có lấy được đâu, khổ vậy. Hồi chiều bác gửi cho con cái xe của ai vậy? Xe nó sập á. Xe xe của nhỏ ghê lớn bác đó, nhỏ ghê lớn đó. À, nhỏ cái lớn bác, bạn nhỏ đứng lên xe luôn hả? Ừ Nhiêu tuổi rồi bác? năm nay nó gần 30, bữa mua xe là 26, mua xe 4 năm rồi. Nhìn trẻ mà. Ủa vậy sao bác bự quá mà bác không cho nó ăn cơm, bây giờ nó nhỏ xíu vậy? Bậy coi vậy chứ nó đẹp lắm mà nó đứng dưới cái xe thì nó nhỏ con quá, cái xe nó bự vậy thôi À, chứ nó là nhỏ đó siêu bác sĩ mẫu. rồi, nhỏ đó bác sĩ rồi, thằng chồng gì làm ngân hàng gì là nhỏ đó đó hả? Ừ, nhỏ ghê lớn À, bác á. dạ. Xe đẹp mà, xe nhìn thể thao á, nhìn gấu á. Còn chiếc Porsche nữa, Porsche nữa. Porsche thì chắc nó không gấu bằng, Porsche nó sang thôi. Porsche thì đi mùa đông cũng ớn ớn, tại nó là dạng xe sedan mà. Đi sợ nó lủi trúng tiết, nó cạ gầm hả? Không, kỳ rồi, năm năm rồi thì bác thấy nó cũng chạy ok. Dạ. Không thấy. Còn tao thì đủ ba tô tô
tao với bà xã tao là sản xuất năm 1900 hồi đó chứ ra không khe, rồi cứ ủi tới Chị thôi. chạy chạy 1900 hồi đó mà còn chạy được nữa hả? Trời ơi, tao nói mày rồi, 20 năm rồi đó chạy bền đó. Bà xã tao khoái xe lắm, Ghê đổi ta. xe đổi bả đổi xe mới biết bao nhiêu lần rồi mà bà không chịu. Bà Subaru có nè, Acura Honda có nè, Toyota có, loại xe SUV bà không chịu, bà chịu cái xe thổ tả, cái xe ngàn trăm hồi đó bà khoái vậy thôi. Dạ. Rồi Bà nói đi. có chị Hiếu là rủ bác Cầm là bữa nào qua diễn đàn của chị Hiếu nói về lịch sử năm trước năm 1974. Thôi mẹ ơi mệt quá đi, rồi tao sợ vũ rồi. Bà tao đã cái mà có bác có bao nhiêu là bác giải bài bên trang của con hết rồi, bây giờ bác qua bác nói lại thì nó cũng xưa, cũng nhàm rồi. chắc Như tôi nói chắc là là ý ý ý của chị Hiếu là 1974, chắc kêu bác nói về đảo Hoàng Sa ấy. đảo tao hôm trước ông đã nói rồi, tao ở trong rừng còn Hoàng Sa ở dưới biển, lính hải quân nó quýnh bộ tao quýnh là sao hỏi tao. Có nghe tao cãi vậy hả? Không nghe. Mà tao vô tình là cái này tao cũng thắc mắc là hỏi mày, ôi sao kỳ ta, vô tình tao coi bên YouTube tao thấy mày nói chuyện với tao bên YouTube nhiều lắm mày ơi, ngộ vậy, cái nào bố là vậy mày hả? Không, con đâu có bot mà có người khác bot đấy. Tức là con nói chuyện trên livestream này up lên lên YouTube có đúng không? Tao đâu có biết Đó. đâu, tao nói thiệt mày, tao dốt lắm, từ nào giờ tao không có biết chơi mấy cái trò này, tự nhiên tao nói chuyện với mày tao hứng rồi tao nói tá lả một bên, cái rồi sao cái tao vô vào YouTube tao thấy có tao nữa, tao giật mình, Ủa không bác phải bác giật mình. sao sao mà bác lạc hậu quá vậy? Bác ở bên Mỹ mà bác lạc hậu quá à. Nói thiệt mày, không phải tao bên Mỹ tao đặt học tao cái này cơ mà tao là bị đì biết không, tại vợ tao nói với À. nó quá cho nên tao ngu luôn. Trời ơi. Vậy hỏi thiệt bác nha, bác có coi phim về nữ sinh Nhật Bản chưa? Chưa, ở Chưa đây luôn tao coi hả? chưa luôn, bả hay coi cái gì tao coi cái đó, mà lúc này bả chuyển hướng À. rồi, mà toàn coi Hoài Linh với lại Cấm Thi Bolero với lại chuyện hài rồi không à. Trời đất ơi, nói về phim á là phải coi Nhật Bản ở Việt Nam này, nó châu Á Nhật Bản nó phim hay lắm. Nữ sinh Nhật Bản nè, rồi hệ thống giao thông Nhật Bản, tàu điện ngầm này nọ, xe buýt Nhật Bản nó hiện đại lắm bác. Nhưng mà coi cái review clip hả? YouTube sao có mấy cái trang phim nó mới có, YouTube Ngắn nó kìa. phim lên bản quyền. Vậy tao đâu có biết đâu, tao chung vô. Thì bữa nào đi kêu mấy 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 anh ở đây gửi link cho bác Cầm nghe. Trời đất ơi, Ừ. bác Cầm mới tập chơi cái này à, bác Cầm chưa có dành. Bác biết Hoàng Thùy Linh đâu? À, Việt nhớ ca Nam sĩ. mình Ở Việt Nam mình đó, có, thì không, biết. ca sĩ nổi tiếng lắm. Ừ. Rồi sao? Hình như nó Em bị hình như nó có một cái vụ gì hồi xưa scandal lâu lắm rồi phải không, mười đúng mấy năm rồi, rồi, bác coi chưa? coi cái gì, coi nó coi cái vụ đó đó hả? 16 phút. Thì tao hồi xưa tao tụi tao cũng bò bò vô tao coi thử lạ lạ thôi, cũng coi rồi nhưng mà muốn coi. Ừ mà vậy là mấy trang bản của mày là toàn vậy không á hả? Đâu có. Nhiều quá. Bữa nào Bác mày có qua con mày phim Tam Quốc Chí không? tao tao mê bộ phim lắm, mà tao muốn ký đã lắm, tao coi Không, mà phiên bản lẻ đó, phiên bản mà có Lâm Tâm Như đóng á. Chứ còn bản dài thòn thì không nói, bản dài thòn bản cũ. tao không biết đâu, bản nghệ thuật là bản 80 bộ, 80 80 tân tân tam quốc chí, tao coi phim ra hay quá. Dạ. Đồ má này thằng này đồ má có ý đồ xấu nè, đồ má cười mất chi à, má thằng này ghê gớm quá ơi. Con coi phim ngắn thôi, coi dài đó. Coi dài không nổi. Vậy là bác có coi phim Sống Còn của Thư Kỳ không? Phim Không, bác sao không có đen coi đó. đâu. Bác Tao lên mạng coi đi, phim hay mà. ok. Mấy phim nó coi giải trí, chứ giờ bác ở nhà không mà nấu cơm không thì coi phim. Nấu cơm giữ trẻ, trời ơi, khổ làm cỏ, cắt rau, trời nó làm tôm bá đì dữ lắm mẹ ơi. Khổ lắm, bởi tao mới nói rồi. Không có cái nào ngu, không có ngu nào giống ngu nào tụ, cho mày tới tật bượn tiền đó, tật mày bượn tiền đó, thấy không nói gì đó. Cười Cướp biển Caribe cũng hay nữa, phim Mỹ thì có Cướp biển Caribe với Tật Gian. tao coi mấy cái phim rồi. Cướp biển Caribe hay lắm, nó quýnh nó bắn tàu lủng luôn, súng Tự thằng nhiên nào nó tao bự chảng nè, súng lại bác.
Rồi bạn đâu có bằng, nó đâu có bằng cái gì ta, nó đâu có bằng gì Black đồ má, toàn là dân da đen, dân châu Phi, dân châu Phi mà bắn bắn đạn súng đại bác thì bự, mà bắn qua phía bên châu Á cũng mới là ghê chứ. châu đâu, châu Á ngoại hạng rồi đó, không phải châu Á vừa đâu. Châu Á đó cỡ như châu Á đó cỡ như phát xít Nhật chứ không phải giỡn đâu, chứ không phải gì ở Ấn ở Độ. ở ở bên này thì tao chuyện chuyện bình thường, chú cầm có giặt quần cho cô chưa, tao nói tao giặt hoài khỏi lo, bỏ vô máy giặt mà đâu, nó có giặt tay đâu lo. Dạ đúng rồi. Rồi mà suy ra để ghê gớm quá, ở nó kỳ nguy hiểm mà, rồi bắt miệng nó cũng một âm mưu đen tối rồi, mà vô tình mà bạn bè đó đối đáp với nó mà chuyện ngay thẳng là chết với này liền rồi, mang đi ghê thiệt. Cái gì bác? Bác cầm bắt đầu hiểu vấn đề. Anh cầm đẹp người, nhắc tới anh cầm người đẹp nhắc tới anh hoài. Ồ bác đi chơi đâu vậy bạn, người đẹp nhắc vậy? Tối cả nhà không mà. Dụ như ở bên bác mấy cái phí dịch vụ truyền hình cáp nó mắc không bác? Thường thường thì bây giờ có không mắc đâu, một tháng hình như nếu mà có ở nhà bác xài internet nè, tức là cáp cable cáp, tức là nếu mà mình không xài cũng khoảng chừng 100 đồng trở lại, 2 triệu một tháng đó ha, 2 triệu một tháng. 2 triệu một tháng mắc tới mẹ. Việt Nam này có 200.000 một tháng, So với Việt Nam thì quá mắc. ủa bác ơi hôm qua nghe chủ sư nói là ở trong nhà nuôi heo được mà, Trời đất có ơi, nhà bác có ai nuôi heo không? nuôi heo đây là nuôi heo kiểu vui thú, nghĩa làm sạch sẽ, một con hai con heo, mà cái heo bụng xệ Việt Nam, mà cái heo lùn, heo gì đó, heo mòi, heo làm ok, nhưng mà rất là cực con, mua nuôi được chứ, với điều kiện là giống như trang như đó, chứ không phải heo, mua heo mà để mà sản xuất, mua heo không chất rượu nó bắt chết mẹ luôn á, ở đó Còn mua heo tào lắm. kiển mới được hả? Mua heo kiển nó Heo làm kiểu cái gì? chó mẹ, giống như nuôi chó thôi, có nhiều con rồi, có nhiều bà À, mày nãy cái slow, nãy nãy giờ có bác gái ở nhà hả? bà nằm ngồi kế bên này nãy bà nghe mà nói hết rồi. Hèn chi bác nói chuyện yếu quá à, nghi nghi rồi. Tao đâu có dám nói chuyện với nó đi, bà mắc cỡ, bà nói thôi nói chuyện đi, bữa nay bà xin nghỉ phép, bà ở nhà tới thứ sáu rồi, thành ra tao bị kèm kẹp dữ lắm. Ủa bữa nay mới có thứ ba mà nghỉ tới thứ sáu luôn hả? Bởi vậy tao sợ tao run luôn rồi. Bà sai gì phải chặt sách đứt chạy đi, bà không dám làm, bà cắt là bà làm sẵn rồi, cái kho cá là tự động tao phải kho thôi. Ba đừng làm con tổn thọ Bác ba. đi chợ bác có tham nhũng không? Bác có tham Hao ô không? tham ô làm gì, tao đi chợ làm gì tham ô, Bằng của ông mà. tham ô lấy tiền uống hút thuốc trời ơi chuyện này mùa chuyện trắng của nhỏ. trận. Ôi đừng nghe gì bác cầm nói con. Ủa bác hỏi thiệt bác nha, thí dụ như đi đi chợ bên Mỹ đi, con người ta bán mắc quá con trả giá người ta có chửi không? Bên Mỹ này thì Nó không, đâu có đứng người nào đứng đó cho mình trả giá đâu. đồ bên Mỹ là không có vụ trả giá, có nghĩa là Vì ví dụ mình sao? lấy giờ lấy đồ bỏ vỏ xong ra tính tiền, chứ đâu có cái vụ mà mặc cả giống như ở Việt Nam. À Nhưng mà chợ cũng vậy đó bác. Ở tại ở đây chính siêu vì thị mới giống vậy nó mới vậy, cái vui. còn chợ là trả giá. Chợ là bán rau cải là vô mắc quá trả giá. Không thì Còn không không có á, chịu còn không mình ở phải đợi cho tới chiều có bác, rau cải người ta héo rồi, mình mua cho nó cái đó chợ farm. ok Farm á. Michael Beck nè, tao nói cho bạn nghe, mà để từ từ tao rảnh rỗi rồi tao lên, đứa nào chiếm người đẹp của tao là tao chặt cái nhà tao chặt, chứ không tao không có chém đâu, tao chặt là tao cứa 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 ra, mà biết tao là trùm về cái vụ cái gì ta, kỷ luật thời Trung Cổ không mày. Giường bắt cầm thì rất là to, mà còn 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 quẹo lên quẹo xuống nữa, còn còn chạy lên chạy xuống là ghê chứ. Nè coi Ủa nè bác cầm ơi, bây giờ con hả, qua nhà con qua chỗ bên nhà bác chơi thì khu bác á nhà thổ mắc không? là sao con, Tức là nhà thổ là nhà nhà của mấy con nhỏ gái điếm á. bác đâu có biết đâu, nhà thổ đâu có biết đâu, mà không có có nhiều ví dụ là lên Las Vegas á, Ủa chứ chứ chỗ bác còn không có hả? cậu mẹ tao tao có đi đâu bao giờ tao biết, trời mày Bác sống hỏi ở đó 20 năm rồi bác sợ hoài à.
không phải 20 năm mà tao già rồi, tao không thèm đi mấy cái chuyện đó. Nhưng mà 20 tao năm nghĩ trước bác sao có già được, 20 năm trước bác trẻ. không đồng ý rồi, nhưng mà tao qua rồi lo cắm đầu lại đi làm không, chứ đâu có suy nghĩ thì chuyện cái đâu. Với lại chắc có lẽ là chắc tao nghĩ là Chỗ cũng nào có cũng có, chứ mà chắc là mình không biết hay sao mình ở à. đấy đứng đường Không cũng biết thiệt nhiều. không, Ở đâu Trời, Minneapolis nè, nó đứng đường á. phải không, Có. Trời ơi, thiếu gì thấy đâu. không, bác gái còn rầm lên bác nữa, bác sợ hoài. Ông mẹ bà này bà đi lung tung bà nói thiệt, bà nói sao bà đứng đường, anh ra đâu bà chứng kiến cái nào Minneapolis nhưng mà bà có đi sao bà biết. á. Trời, người ta nói đi ngang á, người À, ta cũng nói nghe người giá ta gì nói kỳ nữa, khổ á. Ờ, nó thấy anh nó trả giá đó. Nó thấy anh muốn đi rồi, nó thấy nó cho anh đi bộ mà anh thấy nó trả giá đó. Nó cho cái giá đó, anh đồng ý thì đi với nó đó. trời. Bà nói tôi muốn sặc nó một buổi để mai bà dẫn tôi đi thử không bữa, mà Đi xuống Minneapolis đó, đi bà dẫn xuống tôi đi tôi không biết chỗ, đi xuống đường đi lên chợ gì thua đó. bà luôn luôn. Có gái điếm đứng đường nhiều. Đội bộ lục đục giờ Bữa nay sang bên bác nhiêu lít rồi? 2.6 Hai một đồng cao tám không mươi hả, chín có chỗ đó bán 2.6 có đúng một chỗ đó hai hai đồng sáu là mình vô cái xem lớp thôi, chứ còn anh đi ngoài đường là 2.79, 2.85. à thì đụng đâu đó. Ở đây nó có một cái cây xăng nó gọi là xem lúc, tất nhiên là giống cái chỗ đồ bán sĩ ấy con, thì cái chỗ Dạ. nó cũng có cây xăng thì nó rẻ, Đâu nói mình chung phải là có mình thẻ mình mới vô nó được. chỗ nào rẻ thì mình vô, nhưng mà ở đó này nó bán 2.6, Đúng còn rồi, ở chứ ngoài anh có thẻ mới vô được, chứ đâu phải thì ai mà cũng biết là ai không biết thẻ mà mới vô mua được. hai. Ủa mấy bạn đổi giùm mình coi, 2.8 một một galon là nhiêu lít, bên Mỹ xài À, đơn vị khác, Việt một Nam một xài đơn cái vị là khác bao nhiêu lít, 4 lít sao, ba lít không mấy hiểu gì đó. một ba lít mấy à? Hồi đó mới qua còn biết tính, giờ viết ngu rồi, hết Vậy tiền là gần 4 lít rồi, một cái lông là 3.8 lít. Vậy là coi như 4 lít đi, cho nó 3, 4 lít đi cho nó tính dễ. vậy. Vậy cái chỗ của bác xăng rẻ rồi đúng không, Không xăng có cho rẻ. bác rẻ. Đúng đúng, rẻ hơn Cali nhiều. Tao nói mày, tao cách biệt mà, tao sợ cộng đồng Việt Nam lắm mà, có ớn tao chạy xa xa, càng xa càng tốt. Là hồi hồi lúc trước là bác qua là bác chạy vô khu này luôn á, hay là bác ở Ở Cali thời luôn. gian rồi bác mới dọn vào đây? Không, tao đi qua đây là đi theo ngay chỗ Má ở má đây hả? anh, má bác ở đây, Ừ. mà má bác thì đi rất khắp mọi miền rồi, Florida, Cali, Texas, bạn đi hết ráo rồi. Vậy là bạn nói không có chỗ nào dễ sống bằng chỗ này, mặc dù nó hơi lạnh, lạnh lắm nhưng mà dễ sống, với lại không có người Việt nhiều, cho nên ra chọn nơi này làm chốn dung thân. Bên bên bển bác đang mùa hè đúng không? Mới vào mùa hè được mấy ngày, Thì hôm nó qua làm sao nhiệt độ nó ấm áp không bác? Ôi nóng quá. nóng, Hôm bên qua này một nóng trăm rồi, bên đây 100 độ rồi. 100 độ hả? 100 độ như là cũng khoảng chừng gần ba bốn chục độ của mình c phải không em? 40 độ C khoảng 40 không, anh không rằng cục không cỡ tới bốn đó chục đâu cô ơi, không? mà Hình như mày độ bạn F bạn là 72 độ, một độ độ F ba 72 độ C ba hay gì đó, mấy đúng độ không? F bằng 0 độ C, Ừ, ba mấy độ ba C. khoảng 37 38. Ba bảy ba Ừ. tám Qua mình nóng quá nè. Gì gần 21 gram lít thì cũng bằng bên mình ha. Nếu gần bằng 21 gram thì cũng bằng bên mình. bằng chỉ có Cali thì mắc à, Cali nghe nó có chỗ 3 đồng mấy rồi. Không, mình mùa hè mắc chứ mùa đông rẻ. Ồ. Dụ bên bác mùa đông thì bác xài lò sưởi hả? Hay Mùa đông sao? là mùa đông thật không có, là đúng là lò sưởi có, nhưng mà cái lò sưởi này nó là dạng là nó gọi là central air, central air tức là một cái máy chủ dưới basement á, rồi bắt đầu nó mới phân bổ các phòng, nó có ống nó chạy lên các phòng hết đều hết trơn rồi Dạ, á, hiểu không? Ừ. là cái đó nó chạy bằng bằng ga hay bằng điện bác? Bằng ga, điện ga luôn, nó chạy bằng điện tử, rồi xong tới khi mà thí dụ như mình set cho nó khoảng 70 độ thì cái nào mà nó dưới âm dưới 70 độ là tự động nó chạy. Dạ. Tới Ừ. tới tới cái mùa đông người nhà bác chắc tốn tiền cho năng lượng nhiều không? Cũng không bao nhiêu, đông lạnh mùa hè, như khi mùa hè thì mở máy lạnh tự động nó cũng chạy luôn, Dạ. một cái máy mà nó chạy 2 nhiệm vụ hay lắm. Dạ. Thì Tức mùa đông là thì là mùa đông á thì nó nóng lên, mà mùa hè thì lạnh xuống thì đúng nó thổi hơi nóng ra, còn mùa hè thì nó thổi hơi lạnh ra. Bên À, bên nó Việt gọi Nam chán lắm bác ơi. Bên Việt Nam xài được có 1 chiều à. Không biết chiều kia là làm sao luôn á. đủ mà nó có chiều kia cho chết cha luôn, ở đó đủ mà thiệt, mà ta thấy ra mà thấy kỳ rồi mà rét, năm nào mà rét ngoài Bắc mà nổi trâu bò mà chết rồi nhớ không, Không, người chỗ ta đó thì chỗ khác rồi. Con ở Sài Gòn là gì cũng biết được cái mùi đó.
thì bởi vậy mà có đó là coi như Sài Gòn te tua, Sài Gòn cất cái nhà không có chống đông được, tại mấy con bò lạnh quá nó chịu không nổi. Thì bởi vậy ở đó là mà tội cái người dân người ta đốt lò sưởi rồi sưởi ấm cho bò bằng lò nó mới ớn cái tội. Còn con ở đây thì con thích là mở máy lạnh cho thiệt lạnh rồi ngồi chùm mền. Đồ mày giống nhỏ gái tao à, đồ má khoái coi phim hài lắm, khoái coi phim hài lắm, à, phim mà lưỡi cưa đó, đồ khoái coi lắm, nhưng mà coi đồ má trùm có một nguyên cái đầu vô rồi lòi hai mắt đây nè, đồ có gì bực gì đó này, đồ khoái coi vậy. Hôm nay anh cầm được chị ủng hộ lên diễn đàn hết sợ rồi nhé. À, đúng rồi, Hồng Lân hả, Hồng Lân bữa nay, bữa nay nó còn nghỉ không ta, Lân nghỉ hôm nay còn nghỉ không? Hôm qua lễ chính mà bữa nay biết à, chắc bữa nay đi làm à, anh Lân thì chắc làm nghề khác của cô, của chị, cô chiến bác nên anh Lân chắc làm tùm lum hết à. Ủa trên trên đầu bác là cảnh cưới hồi xưa đó hả? Ồ má đáng lẽ phải để giày chứ ta, cái này phải làm cho bé. Hồi xưa bác ốm bắt đầu mập rồi giờ bác mập quá ha, chắc bác lên nhà bác qua Mỹ bác ăn bơ thừa sữa cặn rồi bác mập vậy đó. Không phải thường thường á những người nào mà lớn tuổi thì họ lại có cái chiều hướng là tăng cân thôi, cái đó là đâu cũng vậy, Việt Nam cũng vậy thôi. Tại bác không tập gym, trời dẫn mặt ở nhà có đủ đồ tập hết chứ, cho mày muốn coi cho mày coi, bác không hiểu gì hết, mình phải vô tập gym mới có gái, mình tập mình mới hứng. Trời, gái đau bác ở nhà bác tập gì? Tập game thì cứ nghe con đi. Trời đất ơi, vô trong đó mấy em nó mặc đồ bikini hai mảnh hen, chu mông he, ưỡn ngực này nọ hen. Trời bác cái đời bác trẻ thì 20 tuổi. Ớn lạnh lắm. Ở cái nhà của nước Mỹ mà khu của bác ở thì nó có một cái tập tục nhìn từ nhà nào cũng có cái gọi là nó gọi cái basement. Basement là gì? Basement là một cái nhà, con hiểu không? Là một khung, một cái nhà âm dưới đất. Rồi từ đó mới cất lên cái nhà ở trên, thì coi như là thay vì mình cất mà coi như là hai một diện tích mình cất hai tấm chứ gì. Dạ. Bắt cái hầm đúng không? Cái tấm đầu tiên là cái tấm nằm âm dưới đó. Rồi. Hiểu không? Đây này. Hiểu. Con xây nhà mà con hiểu á. Thấy chưa? Thấy rồi. Rồi xuống. Mà cái basement đó để làm gì, cái hầm để kho, cái kho hay gì không, bác? Đó là một cái nhà chứ, nó là một cái ở nhà dưới luôn hả? Ở dưới này cũng có phòng ngủ, cũng có đầy đủ đồ chơi, đồ tùm lum ra. Ở dưới ẩm thấy mẹ à. Mình lên trên bảy. Đó, nhưng mà không ai ở, nhà rộng quá không ai ở cho nên vì đó ra mắt mới để đồ tầm bảy bảy vậy. Đây có phòng ngủ nè, thấy không? Đó phòng ngủ nè. Đó. Con bác ra cái nhà của bác là bác mua nó có sẵn vậy luôn hả bác? Đâu có. Tao nói với mày rồi, ở dưới này bác làm lại hồi xưa dưới này là gạch đá không, nó chỉ là một cái khung thôi. Dạ. Còn cái này là bác làm lại hết, bác với thằng bạn bác làm 9 tháng trời đồ mấy đó. Giống xây nhà vậy đó. Như xây nhà nhưng mà làm đó. Này là đồ chơi của bác này, nhưng mà chán quá rồi bác không muốn chơi, mà không phải làm, bác lên chơi rồi. Hồi xưa bác làm âm thanh đó. Cho nên vì chỗ đó ra bác đồ vừa chơi lắm. Qua đây thấy cái gì cũng tò mò, cũng ấy, đồ chơi đồ Mỹ không nha. Bác mua máy là toàn là bác xịn không á. Anh cầm nếu cuốc cài hai cửa là sao anh? Hả? Không, bạn kia hỏi, bạn nào đó. Bạn nào đó hỏi gì con trả lời. Con hỏi đâu không có, con có biết cái hiệu này không? Cover. Không. Manpower. Thôi con không biết đâu, nếu con không có rằng trong cái ngành của điện tử thì con không có biết đâu. Mấy cái đồ yêu điện tử này bữa nay nó xài đồ Nhật nhiều. Không. Đồ Nhật xài đồ của nước nào hả? Không, qua được của ông Mỹ, của ông Mỹ với của ông Anh Lê. Nói con không biết rồi. Dữ rồi nè. Cái này là Bo 01 hệ Serify hàng số 5. Trời, ta làm dạng lo hả? Loa nhiều lắm, loa nhiều lắm, loa lo thì con biết được JBL với mặt tin hai đó à? Đâu có nghĩa địa gì cái rồi cái này. Cái đó thì con không gần. Thằng đó là xịn hơn nữa đó hả bác? Cái tên tuổi nó cổ hơn nhưng mà nó lại xịn hơn. Nhưng mà cái loạn loa này giờ kiếm khó. À bác xài đồ cổ gì? Đồ cổ nhưng mà đồ cổ mắc tiền, đồ cổ không bây giờ kiếm không ra. Dạ. Cái này là Mỹ hợp tác với Canada làm hai cái loa này nè. Mà nó sản xuất năm 1980 đến bảy mấy 80 á. Năm đó chưa đẻ nữa. Ở bởi vậy. Đó, karaoke, mixer, các đầy đủ, probably
power đó, subwoofer đây nè. Trời ơi, bắt chơi dữ lắm, nhưng mà bây giờ nó không. Đó, loa bass 4 tấc nhiều lắm. Dạ. Ủa bác Cầm ơi, ở bên Mỹ á, ở bên Mỹ có trường hợp mà người ta mua đất xong người ta tự xây nhà, người ta đào móng, người ta đổ bê tông, người ta xây không bác? Cái đó là tự, mà ý đó là không có xin phép là tự làm á hả? Không xin phép đàng hoàng chứ, nhưng mà mình không mua nhà có sẵn của người ta bán, mà mình có, mua miếng đất có, mình có, tự xây. Có tự xây có. Đó gọi là build á. Dạ. Gọi là build á, là mua đất có luôn nhưng mà điều kiện mình khi xin xây nhà đó thì khi mà mình xin giấy phép thì nó bắt mình phải đưa ra cái sơ đồ mà để mình build gì thế. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, sơ đồ bản vẽ kết cấu này nọ kia các thứ. Đúng 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 đúng. Chứ con thấy đa phần bên Mỹ toàn là mua nhà có sẵn đâu, không ai xây chân trời. Đó là những thành phần mà nó có tiền thì nó mới build được, mấy nghèo nghèo thì mua có sẵn cho nó chắc ăn được. À hiểu? Vậy hả? Nên con tưởng nó bên Mỹ không không có loại hình build bắt buộc có phải chứ, mua. Có build chứ. Nó build theo ý của nó nhưng mà vẫn nằm trong cái luật pháp của cho phép. Dạ hiểu hiểu cái đó con hiểu. Vậy thôi, có gì đâu. Có đầy đủ. Có bạn kia comment là lo vỏ Mỹ ruột Trung Quốc đó bác. Là sao? Tức là nó nói là cái lo của bác là cái vỏ Mỹ mà ruột của Trung Quốc. ở đây cái xứ này cái gì cũng có chứ. Bên Mỹ này đồ Trung Quốc tràn ra quá nhiều. Nhiều chỗ nào cũng có đồ Trung Quốc hết, kể cả Best Buy. Nói chung là cái đồ Trung Quốc rất là nhiều. Đồ Trung Quốc á, tức như là computer con không biết đó, Trung Quốc không? Dạ. Thì bác biết đồ Trung Quốc nó nhiều như vậy á, thì bác phải kêu Donald Trump là có chính sách nào đó để thoát Trung đi. Hôm qua hôm kia tao có lên bàn ổng rồi mà thấy sách hồ sơ ổng tính trình cho tao mà tao chưa ký lưỡng lự để coi thử là sao. Ký đại đi khỏi đọc bác ơi. Cha đó là thoát Trung rồi đó. Trời ơi, cho coi cát sắt đi ha. Có cát sắt mà, có nè, cát sắt nè. Ít mỡ lắm, là dấu kim cương với là vàng nhiều quá cho nên ra để ở đây nè, đó cái nhắc thấy không? Đó, cái đó khi này nổi đó bác. Cái đó là xi không nổi đâu, 5-6 kg à. Cái này khoảng 100 kg trở lên. Gì vậy nhỏ xíu 100 kg luôn hả? 100 kg có bữa bác về Việt Nam năm ngoái. Bác gái ở nhà mở không được, bác la quá trời luôn đó. Từ từ để tôi về tôi mở mà không ai biết mở cho bác. Tại mật mã tụi nó bla chứ. Phức tạp vậy. Ghê gớm. Bác Cầm ơi, bên Mỹ có rocket không? Tôi nói trời, thiếu chai gì nó mấy chục kho luôn ở bên. Hồi đó là bác đi qua Mỹ là bác đi theo mẹ bác đúng không? Mẹ bác rước bác qua đi bảo lãnh đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Chứ hồi xưa bạn bè bác có ai rủ bác đi vượt biên cho vui không? Có thiếu chai gì, ngỡ em gái bác nó vượt biên, cả nhà vượt biên mà tao không đi, tao không có đi vượt biên. Bác sợ chết hả? Nó cũng là không phải là sẽ chết, nhưng mà cái thời điểm bác có điên lần nhưng mà thôi nó trật ruột. Trời, bảo đảm thời xưa là tại vì hồi xưa năm 1970 mấy 80 nó quá khổ vậy không. Yeah. Thì người ta đi là để gì, đi kiếm kinh tế thôi, nó thẳng là vậy. Chứ thực tế đâu có ai lý tưởng gì đâu, chống cộng chống kiết mẹ đâu, mấy thằng trai mình nó xạo chứ mẹ luôn. Yeah. Có nghĩa là cái gì nó cũng dồn vô đủ mà chính trị chứ đủ khổ. Có mấy người nhỏ nhỏ đó người ta đi vượt biên qua bển xong người ta học ở bển luôn rồi nó thì nó cũng hay. Còn có mấy người lớn tuổi á, tức là đi vượt biên qua bển đó xong rồi phải đi làm đâu được học đâu. Đâu được học gì đâu. Như bác nào, bác qua đây thì khoảng ba mấy 40 rồi đâu còn học hành của mẹ gì đâu, rồi đi làm tại vì còn dẫn ba đứa con đi nữa. À, nheo nhóc mà thằng Thiện có 1 tuổi à, mấy đứa kia 5-6 tuổi. Yeah. À, nhỏ nghe lớn là 10 tuổi. Thì tụi nó mình phải lo tụi nó sao phải kiếm nhà đi làm chứ. Đâu học hành. Hồi đó bác thi quốc tịch sao bác kể nghe chơi bác, nó hỏi bác gì không đó. Trời ơi, má tao vui lắm, tao kể cho mày nghe, tao học quốc tịch xong thuộc hết trơn, nhưng mà mình cũng lo lo cho nên ra sợ nó không hiểu. Ủa, nó hỏi dễ lắm đó với bác, nó hỏi dễ lắm, hỏi 2-3 câu kia mày đậu rồi tao ra tao nói được bao nhiêu cái nặng mình tưởng lo lo mình cũng hồi hộp. Ai nhèo ra ngoài dễ ẹt có gì cơ, chắc là để nó coi nó thấy bác tướng bác hiền quá nó hỏi câu dễ. Nó có bắt bác là trung thành với nước Mỹ không? Câu đó đâu mà nó không hỏi gì dính líu tới chính trị, nó hỏi mày khỏe hôm nay không, tao nói khỏe
mày còn đi làm hay không? Tôi nói còn đi làm rồi, bằng sao hỏi bậy bạ không chứ không hỏi vô cái câu đó mới ác chứ. Ông gì hỏi giống thi tiếng Anh vậy? Hỏi giống thi tiếng Anh quá chứ đâu giống thi quốc tịch đâu. À, thì bởi vậy nó hỏi những chuyện bơ vơ nó không mà, rồi nó kêu sao mày đậu rồi, sướng không? Chứ thay vì nó hỏi 100 câu nó hỏi này kia rồi, nó hỏi toàn tào lao mà. Cái nó kêu vậy thì mày đậu rồi, sướng không? Đủ. Coi như không có trả bài một câu nào hết trơn. Tao hôm nay mày khỏe không? Tốt không? Mày thấy làm sao này kia? Chứ không phải mà kiểu giống như hỏi câu số mấy, câu số mấy mà không thuộc bài, không có, không có lý gì từ cái vụ kia chứ. Xong rồi cái nó kêu mày đậu rồi, xong rồi. Tao quái, tao chưa thi mà, tao tính hỏi gì nên mình nghĩ mình ngu, mới kêu đậu rồi thôi còn bắt. Yeah. Vậy đó. Còn có nhiều người than khó này kia tao không hiểu, mỗi người mỗi hoàn cảnh mỗi, chắc là hôm đó chắc là chắc được trả bài hay sao á. Ủa hồi nãy bác kể là vụ mấy ông nội học nào ở nhà bác mà đi cái gì gọi là theo theo cộng sản rồi ba bác đuổi là có không? Có, cái đó là có thiệt. Rồi có ba thiệt bác ha. Đuổi xong rồi người ta đi đâu? Tại vì hồi xưa là tao nói mày là ông nội quê nội là ở ngoài quần miền Trung. Yeah. Ở Quảng Ngãi, Đức Phổ. Thì khi mà ông ba tao với ông bác tao vô đi lập nghiệp á, năm 1950 á, vô đi vô Sài Gòn lập nghiệp á, thì bà con dòng họ ngoại rất là nhiều. Rồi con cháu ở ngoại nó vô trong Nam nó học á, thì nó tá túc ở nhà ông, mặc dù nó không có ăn tiền gì ông cả, ăn cơm. Tôi nhớ hồi xưa mỗi lần ăn cơm nó dẫn tôi đi, anh Nhân á, anh dẫn tôi đi là toàn ăn cơm xã hội. Một buổi yeah. cơm vậy là cơm thoải mái, chỉ có đồ ăn là thiếu thôi, nhưng mà hình như có 5 đồng là 2 đồng gì hồi xưa rồi, thời chế độ cũ á. Yeah. Không có làm phiền về tiền bạc tạc gia đình, nhà chỉ có điều là ở nhờ ban đêm tới ngủ thôi. Ý tôi nói mày đó. Yeah. Thì có một hôm ông đuổi người ta ra khỏi nhà, ba tao ông đuổi anh Nhân ra khỏi nhà. Thì tao mới thắc mắc và hỏi đó, đủ mà ông bính ra một phát đủ mà méo mỏ luôn. Ông đâu có cần, nó khổ cái người lớn tuổi mình, cái thế hệ trước mình nó có một cái tính cách coi giống như kiểu như là cực đoan, mà kiểu giống như là thay vì cái chuyện mình thì mình muốn hỏi gì đó thì ông đâu có cần giải thích, ông không cần giải thích, hiểu không? Yeah. Là chỉ đánh thôi chứ không cần giải thích đó. Người già thi rất dễ, nhiều khi khó nó, nhiều khi nó hỏi bằng tiếng Việt luôn. Không, này không có, tụi nó Mỹ nó hỏi bởi vì ta mới hỏi, ta mới nói mình câu như mày vậy, là có nghĩa là ý bác hỏi là nếu mà cái chế độ đó hoặc là cái chủ nghĩa đó đó yeah. mà nó không có ưu việt hoặc là không làm cho người ta cảm thấy là họ tin tưởng được, thì tại làm sao mà cái số người bị đi theo cái chuyện đó nó tính mức độ đủ khủng khiếp. Cái thời đó là kể cả Liên bang Xô Viết rồi kể cả miền bên Đông Âu nó đủ mà hầu như là theo đường hết, hơn nếu mà tính ra dân số là đông lắm bác ơi. Thì bởi vậy mấy người kia nó cãi, nó chống, nó bừa, nó chống càng mà nó không hiểu cái lý do tại sao. Ý bác muốn hỏi cái điều vậy như vậy chứ không phải là không, cái chuyện đó bác không biết, bác hiểu nói không? Ý tôi muốn đánh tan cái chuyện mà không có chửi nhau nữa, có nghĩa là nếu người ta không có lý tưởng thì người ta không làm vậy. Nếu một người anh không tin, nhưng 10 người anh cũng không tin, 100.000 người anh cũng không tin, 1 triệu người anh cũng không tin, nhưng mà mấy cả tỷ người thì anh phải tin cái chuyện đó, nó có cái chuyện gì trong đó, nó có cái gì đó mà người ta ý theo là, mà anh chống. Ý là bác nói vậy hả? Ý là nó bác nó tại thời điểm hiện tại luôn á mà người... Thì ta ý tôi muốn nhắn nhủ là những người mà bất đồng chính kiến với mình, hiểu tôi nói không? Thì yeah. đi tìm hiểu sâu xa hơn chút xíu nữa chứ đừng có chửi bới nhau. Yeah. Mà chửi thường mà lấy kiến thức và kiến thức chọi cho thì không nói làm gì, còn toàn là đủ đêm phụ tùng phụ nữ ra đây không mệt quá. Buổi sáng tao thấy comment là tròn đầu, anh cắt ra ba cu anh đen hay là anh trắng, rồi xong rồi có cắt bao quy đầu chưa, tụi lá đủ nó không có đâu nó đâu chứ toàn nó chuyện sao sao không, rồi hồi nó đủ mẹ đéo bài tùm lum tà la như này chứ. Bởi vì tao mới chọc cho câu, tự nhiên im re nó chăm chú vô cái câu hỏi của tao, tự nhiên cái này nó không có gì hết, đủ cũng vui vui. Tao bị lâu lâu cũng bị tao lừa gạt bữa không bác cứ lừa hoài đi bác, cho nó vui bác. Cái chuyện đó là cũ rích rồi, nhưng mà lâu lâu mình chọt vô cái thấy cái diễn đàn đúng êm, mình cũng mừng. Tại thường thường bọn rẻ bây giờ bác không dám nói nhiều, nhưng mà có điều là ít kiến thức thì ít, nhưng mà giống như kiểu người ta đây là biết rõ, biết hết, nói chung là cái gì ta cũng biết, nó gọi là biết tuốt. bác thấy hồi xưa mấy thằng Hàn Quốc nó qua bên nước miền Nam mà nó làm mướn nhiều không bác? Làm gì con? Làm mướn hả? Làm mướn cho người Việt mình. Tao cũng chưa thấy. Ôi giờ hồi xưa hồi Mỹ hả, hồi trước 45, dạ, đúng trước rồi. 75. Đúng rồi.
Tụi bay lâm thì bác không thấy, bác không thấy. Nửa lính Hàn Quốc có qua, tôi nghĩ chắc là đi theo chồng mà đi theo vợ con thì sao á. Tại con nghe thằng bạn con nó nói á, là ngày xưa đó là Hàn Quốc phải qua Việt Nam là mướn chết mẹ luôn. Còn bây giờ đó thì Việt Nam qua Hàn Quốc là mướn. Tầm bậy. Cãi con vậy đó. Đó là xuyên tạc rồi. Đó là ngày xưa là lính Hàn Quốc có mặt tại Việt Nam, sư đoàn mãnh hổ tôi biết rồi. Dạ. Nhưng mà lính và có cái lính cái thì phải dùng cái lính. Chữ đánh mướn đúng không, lính phải dùng chữ đánh mướn, mà đánh mướn cho Mỹ chứ chứ đâu phải đánh mướn cho Việt Nam đâu. Mỹ trả Đúng tiền mà. nó muốn xử xéo, nó muốn chửi nó, cho thực tế mà sai lầm đâu có ai mà qua làm mướn đâu, rồi mới lắm mướn cho Mỹ mà, chứ còn đàn bạn gái đâu có thấy đâu. Mà vậy mà thằng bạn con nó kể chuyện trước năm 75 như đúng rồi á. Nó nói là ngày xưa đó là Hàn Quốc phải qua Việt Nam là mướn thấy mẹ luôn. Còn bây giờ nhà nước lãnh đạo sao mà người dân Việt Nam phải đi qua Hàn Quốc làm thuê. Đủ tào lao đủ hồi đó tiền đéo đâu trả, mày nghĩ coi đủ mà nước đang chiến tranh tiền đâu mà trả, người ta mà có quỹ mô gì mà làm mướn cho ai đâu, tào lao. Mà con nghe nói hồi xưa là như xăng dầu làm cũng phải nhập nữa đúng không bác? Thì đúng Xăng dầu rồi, mình, con xăng nghe nói dầu thằng mới Singapore nó bán xăng dầu cho mình đó đúng không? đúng mà mình, tao nói mà rồi mình không có làm được cái gì hết trơn rồi, cầm tiếng cái xe đạp ráp không được mà, chiến tranh tiền miên sao ráp không có làm gì được chứ, Ủa không không lúa đáp được gạo chiếc xe không đạp luôn có. hả? Chứ có thời gian nào đạp, toàn là lính công nhân thì đủ mà ra đường sợ bắt lính bắt Đó quân vậy vậy. mà bạn con nói là ngày xưa Việt Nam này sản xuất được Lamborghini. Tào lao đủ bắt này, tôi biết lẽ đủ bắt mày rồi, mày chơi tao phải không, đủ nãy giờ mày chơi tao phải không, đủ mày vừa mãi Chơi mày đủ gì? mày Chơi đủ bắt này, nó trô tao, nó trô nhiều lần lắm rồi nha, tao không ưa mày đó nha, bực mình đó nha, không thiệt chứ bộ, mày hồi tào xưa đi lao. học bạn, hồi xưa đi học bạn nó nói gì không á, Chào. chắc nó nói chiếc xe gì màu trắng trắng á ở Đà Lạt á gì đó, tại nó nói vui là Lamborghini. Thôi mẹ nó nói vui thôi mà, mệt quá. Cái đó hôm trước bà nói rồi, tao cũng trả lời rồi. Dạ Ừ. xe đó là xe ráp đúng không, nói chung là Xe xe ráp đi vỏ. ráp thôi, Việt Nam mà ráp mà mà thôi. mà mà hồi xưa bác thấy nó có chạy ngoài đường chưa? Có vậy. À hình như nó là năm 73 gì đó phải không, cũng gần cuối cuối chiến tranh rồi. Đúng rồi, 72 73 gì đó, chứ À. công cũng có người dạy. Nhưng bây giờ bên này sao sao so với cái loại xe thời bây giờ xe nó ghê chết mẹ luôn. Tại sao phải không? Tại vì nó không có cái gì bảo vệ mà hết trơn, đủ nó không có airbag rồi đủ má cửa sổ thì đủ má đóng rồi giống như Xe năm 75 mà bác đòi e bác nữa. không biết. Nói xe năm 75 chạy vô rùa mà rồi e bác. Có xích beo lên rồi chứ đòi e bác nữa. Mà bác chạy Toyota có chừng đó nha bác. Toyota là bền vững luôn á, siêu bền luôn á. Xe hư e bác kêu bung. Đồ bán xe tôi ta từ nào thì ta thấy chưa ai phàn nàn. Thiệt nó chỉ có mỗi cái airbag nó bền quá thôi, xe nó đụng móp vỏ luôn, móp đầu luôn, airbag không bung đâu bác. Tao biết, tao cũng biết điều đó, Có nhưng chuyện đó thôi à, tao cũng biết điều đó rồi, nhưng mà nó khổ nổi từ xưa giờ cái chuyện nó cũng ít xảy ra lắm. thì bác cho chậm Với lại chậm mà nhầm nhò gì. với lại thường thường bên này đường đường lớn rộng cho nên bị đó cái sự mà đụng chạm cũng hiếm hoi lắm. Bác biết chiếc Toyota Altis không? Chạy điện hả? Cái Toyota Altis thì cái xe đó nó trên dòng thằng Innova, nó ngang ngang nó cỡ ngang ngang dòng Fortuner mà nó dòng sedan nhé bác, của Toyota luôn á. Có không Có sẵn có chắc chắn có. tao có chứ tao cũng không rành. Nói chung là cái xe đó Việt Nam này tầm tỷ bạc á, còn bên 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 chỗ bác thì chắc khoảng chừng chừng 20.000 30.000 cũng gì đó. Rồi cái xe đó con kể cho bác nghe, có thằng kia nó đi chơi tennis về, nó ngồi trong xe đó nó lái có 40 cây số trên giờ rồi, trên giờ à, đụng cột đèn chết ngắt Đúng rồi, đó, e bác tao không bung á. có điều hồi xưa thì mình nghĩ đụng xe mà xe 24 bánh không chết đó, đụng mà chính cái vô lăng, chính cái tay lái của mình làm cho mình chết đó. Thì có seat belt thì không không đập vô, còn bác Đập không bể. gắn seat belt nó đập cái đùng vô là chết ngắt. Đúng rồi. Tại tại đụng không đúng kỹ thuật nha Duy, Đúng mà không đụng xe mà còn đúng kỹ thuật nữa trời, thua mày luôn. đụng xe đúng kỹ thuật nó mới bung,
đúng đúng xe đúng kỹ thuật nó mới bung.